đi tìm hoa hậu có vòng eo nhỏ nhất. Thế nên no bụng trà sữa vẫn chỉ 60. No eo sau khi em muốn chán rồi đó, muốn trà sữa rồi đó. 60 nha mọi người. Trùng cuối vượt Thùy Tiên, Ngọc Châu tận 5 cm. Đối với những hoa hậu, một gương mặt đẹp thôi là chưa đủ. Các mỹ nhân còn phải phấn đấu rất nhiều để đạt được tiêu chuẩn về hình thể, cụ thể là một vóc dáng săn chắc và vòng eo con kiến. Giờ thì ta cùng đi tìm đâu là nàng hậu có vòng eo nhỏ nhất Vbiz nhé. Thiên Ân, trong một chương trình, Thiên Ân đã phải trải qua thử thách đo eo của ekip. Chị Kim Xuyến không khỏi lo lắng vì trước khi thực hiện màn kiểm tra tại chỗ này, chị đã thưởng bản thân bằng bữa tiệc bánh tráng và trà sữa. Bất ngờ thay, số đo eo của cô nàng chỉ chạm mức 60 cm. Con số này thậm chí còn bé hơn nhiều hồi cô dự thi Miss Grand Việt Nam. Cách đây mấy tháng, eo của nàng hậu là 66 cm. Thế mới thấy trong khoảng thời gian qua, Thiên Ân đã nỗ lực cải thiện vóc dáng nhiều đến cỡ nào. Phương Nhi chẳng những sở hữu gương mặt đáng yêu tựa thiên thần mà còn có vóc dáng chuẩn búp bê. Bạn biết không, với số đo chỉ 57 cm, cô nàng chính là người đẹp sở hữu vòng eo nhỏ nhất trong số các thí sinh của Miss World Việt Nam 2022 đấy. Nhờ có chiếc eo cực phẩm mà Phương Nhi diện trang phục dạ hội bó sát lúc nào cũng trông vô cùng hút hồn. Bởi khi ấy, vóc dáng của cô nàng gần như đạt đến chuẩn mực đồng hồ cắt. Thùy Tiên, thời điểm dự thi và đăng quang Miss Grand International 2021, số đo eo của Thùy Tiên được ghi nhận là 58 cm. Chẳng những bé đến mức khó tin mà Thùy Tiên còn khiến bao khán giả phải trầm trồ bởi phần bụng cực săn chắc, lộ rõ cơ bụng. Đường cong quyến rũ cùng chiếc eo không mỡ thừa giúp Thùy Tiên cân mọi kiểu đồ. Những bộ váy cắt out táo bạo chẳng những không khiến nàng hậu chùn bước mà còn giúp cô tạo nên thương hiệu riêng. Kim Duyên từng có giai đoạn tăng cân bất kiểm soát sau kỳ nghỉ dịch. Đến khi dự thi Miss Supranational 2022, người đẹp Cần Thơ đã quyết tâm luyện tập độ body. Số đo eo của cô nàng ở thời điểm chinh chiến ở đấu trường này là 64 cm. Những nỗ lực của nàng hậu chẳng hề uổng phí tí nào. Khi nhờ hình thể xịn sò cộng thêm bản lĩnh và sự tự tin, Kim Duyên đã xuất sắc giành được ngôi vị Á hậu 2 Miss Supranational 2022. Kỳ Duyên. Giống như Kỳ Duyên cũng từng trải qua những ngày tháng phì nhiêu phá dáng. Cô nàng nhiều lần để lộ khuyết điểm trên sóng truyền hình khiến các fan gột còn phải choáng váng. Bản thân Kỳ Duyên cũng thừa nhận cô thuộc tạng người khó giảm cân. Song, sự nỗ lực và kiên trì đã giúp nàng hậu đạt được số đo eo ấn tượng 60 cm. Đã qua rồi cái thời bị soi mói, giờ đây Kỳ Duyên đã hoàn toàn chiếm trọn spotlight từ khi góp mặt trong một số chương trình với vai trò ban giám khảo. Hờ Hèn Nie, hoa hậu có số đo eo bất ổn nhất Vbiz chắc chắn là Hờ Hèn Nie. Cô nàng từng khiến dân tình choáng váng khi khoe chiếc bụng lấp ló bé mỡ sau kỳ ăn Tết. Tuy nhiên đó chỉ là câu chuyện quá khứ mà thôi. Giờ đây Hờ Hèn Nie đã sở hữu chiếc eo 59 cm mà bao cô gái đều phải mơ ước. Vóc dáng của cô nàng cũng vô cùng săn chắc, khỏe khoắn và thậm chí là lộ rõ cơ bắp. Ngọc Châu, vốn xuất thân là một người mẫu, trước khi vươn mình lên ngôi vị Miss Universe 2022 nên khỏi phải bàn nhiều. Hẳn nhiều khán giả cũng biết Ngọc Châu sở hữu vóc dáng rất cân đối. Trong cuộc thi, cô nàng khiến bao thí sinh phải lép vế với số đo eo 58 cm, lộ rõ cơ bụng số 11 và cũng không khó hiểu khi tại cuộc thi này, Ngọc Châu đã xuất sắc đoạt giải Best Body. Tường Linh, trùm cuối trong danh sách này không ai khác ngoài Tường Linh. Hoa hậu sắc đặc châu Á 2017 được mệnh danh là nàng hậu có vòng eo bé nhất Vbiz khi sở hữu số đo ấn tượng, chỉ 53 cm. Con số này giúp Tường Linh vượt qua nhiều hoa hậu eo thon, thậm chí cách biệt Thùy Tiên, Ngọc Châu tận 5 cm. Để có được số đo ấn tượng này, Tường Linh cho biết cô luôn duy trì chế độ ăn uống. Người đẹp cũng thú nhận bản thân cực quyền tập gym. Có thể thấy, các nàng hậu Việt đều sở hữu số đo vòng eo rất ấn tượng và không phải tự nhiên mà có. Tất cả đều được đánh đổi bằng thời gian, công sức và cả sự quyết tâm của các nàng hậu.